Được rồi anh em mình sẽ vào cho anh buổi đầu tiên ngày hôm nay Nếu buổi đầu tiên thì chúng ta cần biết cái gì thứ nhất là anh em mình cần phải biết được tạo một uh, file được, anh sẽ biết được thế này các kiến thức mà chúng ta cần biết buổi đầu tiên thứ nhất là cách tạo một project hoặc một file dự án để file để chạy cái chương trình C đấy ở code block thứ hai anh em mình sẽ làm quen với cả một uh, cấu trúc cấu trúc của một chương trình Đi. thứ ba anh em mình sẽ tìm hiểu về uh, nhập và xuất trong C Và để tìm hiểu nhập và xuất trong C thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về biến các kiểu biến trong C kiểu dữ liệu biến trong C. đấy thì, thì nội trong buổi vào ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xoay quanh bốn vấn đề chính. Một, cách tạo một file, một project trong C. Đấy, uh, chúng ta sẽ sử dụng cúp block Thứ hai là cấu trúc của một chương trình. Thứ ba là nhập xuất. Có này có thể là để để phần bốn. Ba với bốn thì chúng ta sẽ học và uh, sẽ kẽ nhau chứ không phải là học hết 3 rồi mới, rồi mới học đến bốn. Uh, thứ tư là các kiểu dữ liệu và biến trong C để tạo một project mới trong C++, chúng ta làm thế nào? Anh em mình bây giờ anh sẽ tắt cái thằng này đi và anh anh sẽ bật lại từ đầu để cho mọi người hình dung. Khi anh em mình sử dụng cúp block, điều đầu tiên khi chúng ta mở ra nó hiển thị ra cái màn hình ở ngoài. Để một chút, máy hơi cùi hơi chậm mọi người thông cảm. Đấy, thì đây là cái giao diện block ở dưới này Như là các file hoặc project nào đấy mà mình vừa mở gần đây ở góc trên bên trái mọi người có thể thấy ở đây có một cái này, new tạm mới hoặc anh em mình có thể bấm vào file chọn new để anh em mình tạm mới được thì anh sẽ thử đầu tiên là với project anh à file new đây có một cái này, project bấm vào new project này thì ở đây có rất nhiều cái để mình chọn đúng không anh em mình tìm giữa con sâu application cho anh lại console application Chờ một chút nữa. máy anh lại nó lại hơi khó chịu rồi thì tắt hết những cái phần mềm không liên quan nữa nhé ờ uh, vào cái phần console application go ở đây chúng ta sẽ có hai cái thứ nhất là c và thứ hai là c cộng cộng anh em mình học c nên anh em mình chọn c cho anh next uh, chúng ta sẽ có thứ nhất là project title ở đây chính là tên project tên dự án từ dưới là đường dẫn thì cái đường dẫn này mọi người nhớ này Uh, tên project, tên dự án, đường dẫn, tất cả chỗ này đều không sử dụng tiếng viết có dấu. Có nghĩa là sử dụng tiếng Việt không dấu đấy. Nó viết như này này. Ok. Anh em mình có viết có dấu không được. Có dấu rồi máy tính sẽ không đọc ra. Có nghĩa là kể cả cái thư mục này của mình ấy. Kể cả thư mục founder của mình nó không được phép có dấu. Bài tập ghi là bài tập cho anh. Đừng có bài tập. Đừng có ba Huyền, Y với T, ở nặng, P, gì cả. Cứ ghi bài tập cho anh có thể đây là bài đầu tiên anh kia nhập xuất chẳng hạn next ở đây anh em mình để bản định cho anh nhá gần gcc compiler là đúng rồi ở đây để hai cái uh, debug configuration để định nguyên cho anh finish ở đây là anh em mình có một project nhập xuất cái thì ở góc trên bên trái có cái view mọi người sẽ nhìn ở đây có chữ view to dùng ở đây này anh em bấm vào chữ view chọn cho anh manager hay mọi người có thể sử dụng Shift F2 nó sẽ hiển thị cho anh cái cột bên trái này tức là cột project có nghĩa là dự án mà chúng ta quản lý trong cái dự án này cho phần suộc thì có cái file main.c chính là tất cả chương trình của mình sẽ chạy ở trong cái file main.c này à, đấy là cách chúng ta chạy đấy là cách chúng ta khởi tạo ra một project một dự án anh em mình có thể bấm ở trên này đây có ba cái nút này mọi người thấy ở đây một nút uh, nút view nút run nút build and run anh mình có thể hiểu rồi. đây là nút lưu lưu code, xây dựng cốt đây là nút chạy cốt đây là nút vừa lưu vừa chạy à. anh em bấm cho anh cái, cái nút đầu tiên là để lưu cốt và nút thứ hai là để chạy cốt để nó chạy cái cốt này à. hoặc mọi người đơn giản thôi mọi người bấm luôn cái nút thứ ba build and run chạy một phát là nó sẽ chạy luôn cốt của mình tiếp tục ờ, nếu mọi người gõ cốt như này ở trên này chúng ta không lưu lại chúng ta chạy cái thứ hai thôi thì mọi người sẽ thấy ra cái thay đổi trong cốt của mình nó không áp dụng được ở trong cái màn hình output ra ngoài nên là mọi người nhớ là nếu mà chúng ta muốn thay đổi cốt mình phải lưu nó lại nhá bấm vào cái thứ nhất hoặc bấm một cái thứ ba thì nó sẽ lưu, lưu lại và đúng cái lúc lúc cái cốt của chúng ta khi ra ngoài nó sẽ có cả những cái mình thay đổi thì đấy là một project khi mà anh mình thao tác xong một project thì anh mình đóng lại cho anh à, mình có hai cách để chúng ta tạo đúng không chúng ta có thể tạo project hoặc tạo file nếu mà chúng ta không muốn project bảo mẹ project thì làm nhằng khó khăn thế thích muốn Đấy thì chúng ta phải đóng project này lại đóng project người lại để tạo file chúng ta nhớ là chúng ta phải đóng rồi chúng ta mới tạo file chúng ta không tạo file trước Nên là chúng ta không tạo file người ta chạy ở file tạo file mới không không chạy được đâu chẳng hạn anh làm một cái empty file ở đây này À, ở đây uh, no hay yes thì nó đều thế thôi chẳng hạn no đi à, anh cũng có cốt tương tự như thế vnf xin chào chẳng hạn chúng ta cũng lưu và chúng ta cũng chạy đúng không nhưng mà nó không ra tại sao tại vì nó vẫn đang nhận cái cốt trong project của mình nên là với cái file mới này nó vẫn chưa nhận muốn nó nhận thì anh em mình phải đóng hết project này lại cho phải chọn close project đóng project cái lại rồi mới chạy file rồi bây giờ chúng ta build and run thì nó sẽ bắt mình phải lưu cái file này lại nhớ lưu cái vị trí nào mà nó không có tiếng việt nhá anh ví dụ anh làm một cái nhập xuất ở đây nhá thấy chưa bây giờ cái code của chúng ta nó đã hiển thị ra được Thế để đơn giản thì mọi người có thể không sử dụng project, mọi người sử dụng file thôi. Được. file thì chúng ta có thể bấm vào file new empty file. Tạo file xong thì mọi người nhớ lưu lại, được chưa? Và hoặc bấm cái nút ở dưới này, chọn empty file luôn. Hoặc là mọi người có thể cancel shift n thì nó cũng tạo file mới. Được. được rồi, quay lại đây. Đấy là cách mà chúng ta tạo file, tạo project và chạy chương trình của mình. Hey ở đây chúng ta phải để tìm hiểu và thấy một cái chương trình của mình nó sẽ gồm những cái gì để, thì mọi người sẽ nhìn ở đây cho anh đây nó sẽ có hai phần chính cái phần ở trên này trước chữ integer main và phần ở dưới này thì ở trên này nó gọi là các câu lệnh tiền xử lý uh, pre processing các câu lệnh tiền xử lý tiền là trước xử lý là, tiền xử lý có nghĩa là trước khi chạy code trước khi hoạt động code thì gọi là tiền xử lý đấy thì thường thường uh, trong này chúng ta sẽ thêm các thư viện thư viện thì thư viện là cái gì mọi người để tưởng tượng là khi mà anh em mình cố thôi anh em mình đi làm bất kỳ việc gì đi học chẳng hạn thì anh em mình sẽ phải có các trang thiết bị để phục vụ cho việc học đúng không anh anh em mình đi đánh điện tử thì anh em mình cũng phải có trang thiết bị đánh điện tử anh em mình cần laptop mình chuột cần bàn phím đấy thì cái bộ đấy nó, nó gọi là cái thiết bị hỗ trợ mình đấy và anh em mình đi vẽ chẳng hạn thì anh em mình cũng cần bảng vẽ cũng cần mực vẽ cũng cần bút cọ các kiểu tức là nếu mà chúng ta cần làm cái gì thì chúng ta sẽ cần những cái thiết bị hỗ trợ cho công việc đấy ở đây anh em mình cần cốt thì anh em mình sẽ cần các thư viện thư viện sẽ gồm các câu lệnh phục vụ cho mình làm việc các câu lệnh nó phục vụ như thế nào bao nhiêu thư viện bây giờ thì mình mình sẽ thấy ra thư viện ở trong C si, nó sẽ có rất nhiều loại khác nhau Mỗi thư viện thì phục vụ cho một vài mục đích cụ thể. Ví dụ cái thư viện mà chúng ta gặp nhiều nhất với ngôn ngữ lập trình C là stdio.h và stdlibrary.h Đây là hai thư viện mà mọi người sẽ gặp rất nhiều, rất nhiều trên suốt cả quá trình chúng ta học uh, chương trình này. Ngoài ra thì có một vài cái thư viện optional nữa, chẳng hạn như là math.h hoặc là uh, uh, time.h windows.h chẳng hạn h là viết tắt từ, từ header tiêu đề à. thế thì cái các thư viện này có chức năng như thế nào mà với stdio stdio.h thì thằng này là tương ứng với cả standard input output standard chứ không phải là studio đâu nhá nhớ là stdio nhá không có chữ u trong này đâu nhá standard là tiêu chuẩn input output là xuất và nhập có nghĩa là các thư viện cái thư viện này nó sẽ gồm các câu lệnh phục vụ việc xuất và nhập cho mình anh em mình dùng printf hay là scan anh em mình phải có thư viện này thứ hai là thư viện standard uh, library Thư viện tư thư viện uh, tiêu chuẩn thì trong này nó sẽ gồm một vài cái uh, quản lý ô nhớ hệ thống khác nhau Và về sau khi chúng ta học về con trỏ cấp phát động uh, để quản lý các ô nhớ thì chúng ta sẽ sử dụng thằng standard library này nhiều ta có thư viện uh, math. h Thằng này là thư viện liên quan đến các toán tử Toán tử, toán học Không phải cục chủ nhân chia nhé Cục chủ nhân chia thì nó sẵn ở chương trình rồi Không nói làm gì Đấy là những cái toán tử cơ bản nguyên thủy nhất rồi uh, Math thì nó sẽ phục vụ cho Mathematics đúng không? Math thì nó sẽ có những toán tử Chẳng hạn như là Logarith le cos Lecos, Lecan Mũ, vân v uh, Time trên hát thì Thằng này là có một thư viện thời gian string chấm ngoài là thư viện về chuỗi string là chuỗi nó sẽ gồm các hàm các câu lệnh hỗ trợ việc mình thao tác với chuỗi ờ, anh em mình gọi stboolean chấm h, .h. boolean nó là là một cái đúng với sai phục vụ đúng và sai thôi thì thằng này nó sẽ có một một kiểu dữ liệu vụ với sao chúng ta học một kiểu dữ liệu là với đúng và sai cái này thực ra cũng không cần thiết lắm đâu nhưng mà nếu mà mình biết thì càng tốt biết là từng mình hơn quay lại đây ờ, đấy là cái đống đống này là cái đống thư viện mà chúng ta cần thêm vào với mỗi chương trình khác nhau thì chúng ta cần các thư viện khác nhau ở đây mọi người sẽ thấy cú pháp để thêm thư viện nó là thăng include include là bao gồm thăng ở đầu đúng không? thăng include đóng mở ngoặc nhọn nha yeah, ngoặc nhọn lớn hơn nhỏ hơn đấy và trong một tên thư viện trên thư viện nào đến thư viện đấy vào ở dưới ở trong mê này thì đây là chương trình của anh em mình Đó là bộ chương trình của anh em mình chương trình C nó sẽ bắt đầu từ lúc gọi hàm main cho đến lúc kết thúc hàm main yeah. từ đầu hàm main đến hết hàm main thì là toàn bộ chương trình luồng hoạt động của chương trình sẽ nằm trong này cú pháp để cú pháp trong một hàm main thì mọi người sẽ viết là integer main đóng mở ngoặc tròn xong dưới đóng mở ngoặc nhọn đây chính là cú pháp của hàm bên trong hàm bên này có cái gì thì anh em mình sẽ điền tất cả ở phần dưỡng này đấy không tất cả các câu lệnh trong này sẽ được thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới xong hết cái này thì đến cái khác hi vọng là anh em mình đã biết về phần này rồi đã từng nghe hoặc đã từng viết một vài cái thì nó cũng dễ hơn thì chúng ta sẽ đi đến cái phần 3 của hôm nay đấy là chúng ta À, sẽ tìm hiểu về câu lệnh nhập và xuất à, câu lệnh in à, câu lệnh nhập in ra ngoài màn hình thì đúng vậy chúng ta đã làm rồi đấy đấy là chúng ta sử dụng câu lệnh printf print format đóng mở ngoặc chấm phẩy để tắt của từ print format format là định dạng đây là định dạng khi in đấy. định dạng khi in in cái gì thì chúng ta sẽ đưa vào dấu nháy đôi tương ứng muốn in ký tự gì thì chúng ta cũng uh, viết y viết à, tất cả những ký tự đấy ở trong chuỗi này thôi trong dòng người đôi này thôi à, uh, xin chào lớp 20 uh, hôm nay là buổi đầu tiên rồi ạ chạy thử chương trình người sẽ thấy uh, là in ra đúng cái những cái gì chúng ta điền vào thì nó in đúng như thế thôi không khác gì cả ờ, uh, ngoài ra thì không phải chỉ có mỗi mỗi giá trị như này Ờ, anh mà muốn chẳng hạn xuống dòng, tôi là Tống Anh chẳng hạn. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là nếu mà chúng ta viết hai chữ print thì rõ ràng nó sẽ bị tính liền nhau. Thì Máy tính nó chỉ hiểu là in ra cái dòng này, Xong, in tiếp cái dòng này. Nhưng mà nó không hiểu với cái dấu xuống dòng ở đây. Nên mình làm gì có dấu xuống dòng đâu mình có in là dấu xuống dòng đâu trong khi nó sẽ có một vài cái đoán tử đặc biệt và vài ký tự đặc biệt bắt đầu bởi dấu sực chéo sức huyền nút ở gần nút enter ở trên nút enter ấy ờ, nơ tắt từ new line đây là dấu xuống dòng dòng mới thì mình cũng sẽ có một vài các loại sửa khác nhau khác nhau sực nơ tương với cả new line sức A tương người alert Báo động Thực T tương với sực A thì nó sẽ kêu lên một tiếng Cứ chạy đến cái dòng code mà có chữ Thực A nó sẽ kêu lên một tiếng Thực T thì nó sẽ cắt một đoạn Đấy, Chẳng hạn là anh Thực T ở ngay đầu này Cho mọi người nhìn thấy Anh có Thực T ở đầu và sức N ở cuối Chạy từ chương trình đây là sực t cách cái một đoạn nó, nó tương đương với em bấm nút tab ấy và sực n xuống dòng ở đây xuống dòng thì mới đến chuyện tôi là tổng anh ở dưới tuy nhiên tôi không muốn như này không muốn như này có nghĩa là sao nghĩa là tôi muốn in hẳn chữ sực thì sao ừ. anh em mình in dấu sực chứ anh em mình cần tích cái, cái dấu sực n này đôi khi anh anh cần cái cái dấu sực này chứ anh không cần cái xuống dòng Thế thì, tiên anh phải in nó như thế nào nhá yeah. chẳng hạn hôm thực này nó sẽ tự động hiểu chỗ này nó là xuống dòng mình không muốn thế mình ghi ra dấu này thì chúng ta có thể điền hai lần Đấy. anh em mình cần một dấu sược anh em mình viết hai lần thì nó sẽ hiểu à đây không phải là ký, ký tự đặc biệt nữa mà là ông muốn in dấu xương <laughs> Đây, ví dụ anh kia à, sực nờ tương ngưng với cả new line đúng không Đấy, xong rồi xuống dòng anh copy lại cái đoạn ở dưới này này Đấy, sực a thì tương đương với cả alert Số T thì tương đương với cả 8. Chẳng hạn như thế. Chờ một chút anh chỉnh cái tai nghe nữa nhá. Từ nó cứ tự động tắt của anh. vì sao. Đấy, chẳng hạn như thế này. Nhưng mà mọi người nếu mà mọi người chạy chương trình thì nó sẽ không hiện ra thế đâu. Tại vì rõ ràng thực nơ không có, thực cá không có, thực tê thì nó cả cục đá này rồi. Thực nơ này nó thực ra là nó đâu xuống dòng rồi. Chúng ta muốn viết thì chúng ta thứ nhất cách đầu tiên là chúng ta viết này hai lần sược để thể hiện là ta muốn viết dấu sược. một cách thứ hai là chúng ta sẽ đưa đối số là một ký tự sược vào đây. Thằng này, thay vì ký sược này, chúng ta ghi một cái đặc tả dữ liệu phần chấm C và đưa dấu sược vào trong này. Uh, formatting character đúng không? Thiếu dấu dấu uhm. à. sư. đang nó đang hiểu anh là muốn muốn điên điên này à. đấy Đấy thì mình có thể viết trực tiếp vào đây hoặc mình chuyển thông qua đối số. Đấy thì đối số là cái gì? Ở trong này đối số là cái gì? Đấy, mọi người sẽ thấy là cái cái trong trong cái định dạng khí in này này, đôi khi chúng ta sẽ cần không chỉ là in là ký tự nào in yên như thế, đôi khi mình cần truyền được các giá trị vào. Chẳng hạn như là, là anh có một cái giá trị là hai tổng của hai số cộng vào nhau chẳng hạn anh cần là 5 mười 15 bằng 20 chẳng hạn. Đấy, thì bình thường chúng ta hoàn toàn thể viết này đúng không? Đúng không? Đó, không không truyền một cái gì ở đây cả. In ra vẫn 5 cộng 15 bằng 20. Nếu với cái số như này thì sao? Thì anh em mình cộng ra giá trị bao nhiêu? Đó. Ô, anh em mình khó cộng quá. À, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra một cái giá trị cuối này để cho máy tính nó cộng và nó đưa vào có nghĩa là nó sẽ lấy hai giá trị này cộng với nhau rồi nó truyền vào trong cái phần phần trăm d này đây mọi người sẽ thấy là uh, khi mà anh em mình chạy thì nó tính ra được cái giá trị ở, ở dưới này thì nó tính và nó đưa vào kiểu gì cái này nó gọi là đặc tả dữ liệu phần trăm một cái gì đấy thì nó gọi là đặc tả dữ liệu phần trăm là đặc tả dữ liệu. Khi in nếu mà cứ gặp dấu phần trăm thì nó sẽ cố gắng nó nó tìm một cái đối số ở bên phải cách nhau bởi dấu phẩy ở đây này tìm một đối số bên phải tương ứng rồi đưa vào nhiều phần trăm thì tương ứng chúng ta sẽ cần nhiều đối số bên phải đưa lần lượt từ trái qua phải vào. Ở đây ta sẽ có một vài cái, các đặc tả dữ liệu tương ứng à, phần trăm d thì nó tương ứng với cả decima có nghĩa là kiểu dữ liệu số nguyên nếu đây là một số nguyên chúng ta sử dụng phần chấm d thứ hai ta có phần chấm f tương ứng với cả float đây là kiểu dữ liệu số thực phần trăm lf tương ứng với cả double hay là long float đây là kiểu dữ liệu số thực nhưng mà lớn hơn chính xác hơn chính xác như thế nào chúng ta tìm hiểu sau nhé anh em mình có phần trăm u viết tắt của từ unsigned integer đây là kiểu dữ liệu số nguyên dương unsigned sign tiếng anh là dấu unsigned là không dấu số nguyên không dấu integer là số nguyên unsigned integer cũng nghĩa là số nguyên không dấu này là kiểu dữ liệu số nguyên dương à, anh em mình có phần trăm c tương ứng với cả character đây chính là kiểu dữ liệu ký tự ta có phần trăm s tương ứng với cả string đây là kiểu dữ liệu chuỗi đẹp một loạt các kiểu dữ liệu tương ứng với các đặc tả thế chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu như thế nào có nghĩa chúng ta xác định cái bên phải này nó kiểu dữ liệu gì thì chúng ta phải sử dụng đặc tả tương ứng để truyền vào ở bên trái. Ở đây anh đã xác định thằng này phần trăm d có nghĩa là một kiểu dựa trước. Anh đã xác định người anh cần đưa vào đây là một số nguyên thì anh phải sử dụng phần trăm d. Nếu anh xác định đây là một số thực thì anh phải đưa vào đây là phần trăm f, F chẳng hạn thế. Nếu anh viết sai nó không nhận đâu. Ví dụ, anh có cái số này mười ba chia cho chia cho bốn 1 một chẳng hạn bằng một giá trị nào đấy đúng không thế bây giờ giả sử là anh để phần trăm d vì phần trăm d là số nguyên mà anh cứ chia một đây là 15,3 chia 4,1 phẩy dễ thử anh em mình sẽ nhìn thấy ra cái giá trị này rõ ràng là sai 15,3 chia 4,1 một đâu đó tầm ba mấy chứ làm sao nó ra được để bao nhiêu đây một tỷ năm trăm bảy triệu à không thể ra thế này được vì chúng ta đưa cái đặc tả dữ liệu ở đây sai không đúng, đúng nên là sai anh em mình phải đưa vào đây là phần trăm F hoặc phần trăm LF mua trong ai thì cái giá trị này nó mới ra chính xác được 15,3 chia 4,1 chính là 3,731 707 tương tự nếu mà anh cần một cái ký tự nào đấy thì anh anh em mình cũng phải đưa vào đấy là phần trăm C đấy, chẳng hạn anh ghi là ký tự phần uh, trăm D ký tự thì chúng ta sẽ sử dụng người ta trong dấu nháy đơn nhớ ký tự tại trong dấu nháy đơn nhé chẳng hạn anh in ra dấu sao mà anh để dấu sao mà đưa một phần trăm d vào nó sẽ in ra một cái số ngớ ngẩn ở đấy chúng ta muốn in ra đúng cái ký tự này anh em mình phải sử dụng sử dụng ở đây là phần trăm c đúng định dạng như vậy định dạng và tạo dữ liệu này nó phải tả dữ liệu phải đúng với kiểu dữ liệu và phù hợp với yêu cầu bài toán anh em mình cần tính tính thương của hai số thì mình sẽ phải đưa về số thực hoặc là, để số nguyên đi chăng nữa thì anh em mình phải hiểu về cái số nguyên đấy nó, nó tại sao ra được kết quả đấy anh em mình cần in ra một ký tự thì chúng ta vẫn phải in ra phần trăm c chứ không phải chúng ta sử dụng phần trăm ls để in ký tự được anh anh em mình cần in ra một chuỗi thì chúng ta cũng phải truyền vào là một chuỗi chứ không thể truyền vào chỉ một ký tự được đấy thì mọi người sẽ nhớ là đặc tả dữ liệu của chúng ta phải đúng với kiểu dữ liệu có nghĩa là thằng bên trái này, này nó phù hợp với thằng bên phải anh em mình cần in số thực thì chúng ta sẽ chọn hoặc là flat hoặc là double anh em mình cần in số nguyên dương thì mình có thể chọn là phần trăm u hoặc là phần trăm d đúng chưa anh em mình in cứ tự thì chúng ta phải dùng phần trăm c chứ chúng ta không thể in ký tự chúng ta dùng phần trăm f được đó, đó đặt tả dữ liệu nó khác với kiểu dữ liệu in ra không đúng so với nhu cầu mình cần thiết nhu cầu mình cần Hãy quay lại đây đôi khi chúng ta sẽ cần chẳng hạn tính tổng hai số phần chấm d cộng phần trăm d bằng phần chấm d chẳng hạn với trường hợp này có thể là cái số của chúng ta nó hai ba cộng ba hai một ba hai chẳng hạn chúng ta có nhiều có nhiều dấu phần chấm D khác nhau ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ cần đưa ra nhiều tham số nhiều đối số tương ứng vào thì anh em mình cứ nhớ là chúng ta sẽ chuyển từ trái qua phải mỗi cái này chuyển vào và một cái khác là được 3 cộng 32132 bằng 32255. Nếu khuyết cái nào, nó sẽ gây lỗi cái đấy. Đấy chưa? Thừa thì không không quan tâm nhé. Thừa có thể thử một đống. Đúng. nhưng mà khuyết là nó sai. Chạy vẫn chạy được thôi, nhưng mà khuyết thì sai. Tại vì ở đây nếu mà chúng ta đưa một hai ba vào nó sẽ hiểu đây là 123 rồi nhưng mà cái giá trị thứ hai này nó không biết đưa cái gì vào nó chọn một ô nhớ ngẫu nhiên trong hệ thống ô nhớ đấy đang có giá trị gì nó đưa vào Còn ô nhớ đấy đang có giá trị ở 1017 tiếp cái đồ số thứ ba này nó cũng lại chọn tiếp một ô nhớ ngẫu nhiên trong hệ thống ô nhớ đang có giá trị gì nó đưa vào giá trị đấy nó lại một tám 8080 thành ra là câu lệnh này của chúng ta bị sai anh em mình nhớ khi anh em mình làm bài đôi khi lỗi nó có thể nằm ở việc anh em mình in ra thiếu đối số thừa đối số thì thì không sao thừa đối số thì chúng ta cũng nên xem xét lại là xem diện đối số chúng ta truyền vào vẫn đúng thứ tự hay chưa Đó, nhưng mà thiếu đối số thì anh em mình nhất nhất quyết là anh em mình phải trách rất dễ sai ở, ở công đoạn đấy rồi không phải lúc nào chúng ta cũng đưa được giá trị cứng vào đây đúng không anh em mình đôi khi anh em mình sẽ cần các giá trị khác nhau nha. Yeah. đấy thì chẳng hạn ở đây anh sẽ đưa vào đây là một số nguyên, đây là một số nguyên và đây là tập hợp số nguyên đấy. chúng ta sẽ phải có một cái ô nhớ dùng để lưu trữ các giá trị này. ô nhớ đấy chúng ta sẽ gọi là biến, biến (variable). đây là một đại ô nhớ dùng để lưu trữ giá trị được viết theo cú pháp biến hay gọi là variable còn nếu mà anh em mình uh, học tiếng anh thì từ very nó là đa dạng nhiều loại khác nhau gọi là very The variable uh, là khả có khả năng thay đổi có khả năng biến hóa Thế thì variable tiếng anh là chính là biến biến hay là variable cú pháp kiểu dữ liệu cách tên biến phải ở cuối kiểu giới thiệu cách tên biến đấy thì cái phần tên biến đây này thì phải được đặt theo quy tắc định danh lưu ý tên biến đặt theo quy tắc định danh quy tắc định danh ở đây là gì thứ nhất là chỉ gồm các ký tự thường hoa ký tự tiếng anh nhé không phải tiếng việt chữ số và dấu cách dưới không không có dấu cách không có dấu thao sao trăng gì ở đây cả đây chỉ có thường hoa chữ số và dấu cách dưới thứ hai là à, không đặt số ở đâu tức là này là sai yeah ta có thể là biến một, ok, nhưng một biến là sai. À. ví dụ như này là sai. cú gọi là cú pháp khai báo. không được trùng từ khóa. từ khóa ở trong C thì nó chỉ có hai mấy từ thôi. Và các từ khóa ở đây thì chẳng hạn như là em không được đặt tên biến là integer không được xem biến là main đây, đây gọi là các từ khóa Flatable thì không được Chúng ta chỉ đặt xem biến theo Anh em mình cố gắng đặt theo uh, một cái dạng nào đấy mà chưa ai sử dụng bao giờ ấy. Không, phải, không phải chưa ai sử dụng bao giờ mà ngôn ngữ này không sử dụng Thì thường thường anh sẽ đặt chẳng hạn biến dùng để làm số thì anh đặt tên là number hoặc là số hoặc là n yeah. Biến Biến thường cái biến nó có mục đích làm gì thì anh thường đặt tên cái biến theo cái mục đích đấy biến tạm thời biến để xử lý thôi thì mình dùng biến temporary hoặc biến tạm để đặt tên biến cú pháp cú pháp khai báo là kiểu dữ liệu cách tên biến thì các kiểu dữ liệu ở đây có gì các kiểu dữ liệu kiểu dữ liệu có thể có trong này thứ nhất là int tắt của integer đây là số người thứ hai là flat viết tắt của từ flat số thực thứ ba là double viết tắt của cũng là từ double luôn số thực chính xác hơn thứ tư là char viết tắt của từ character ký tự ờ, nó sẽ có một vài kiểu nữa chẳng hạn size integer đây là số nguyên dương đúng không anh em mình có long long số nguyên rất lớn ăn phải uh, long long số nguyên dương rất lớn kiểu kiểu vậy nhưng mà chúng ta thì sẽ tập trung vào cho anh cái đúng này thôi đúng tiên này thôi chưa cần quan tâm mình đến bọn này Đấy, thế thì nhớ tên biến và kiểu dữ liệu chúng ta có hai cái thứ nhất là kiểu dữ liệu uh, chúng ta có một vài kiểu dữ liệu như này ngoài ra còn kiểu short với một vài kiểu nữa Nhưng mà chúng ta không dùng nhiều thì anh em mình cố gắng là nhớ cho anh ít nhất là bốn năm đầu tiên là phải quan trọng nhất còn nếu mà biết thêm thì đống này cũng được oh, tên biến thì đặt theo quy tắc nó cứ tự động tắt của anh nhỉ có đấy nhỉ quay lại đây ờ uh, tên biến kiểu dữ liệu rồi giờ chẳng hạn đây anh cần một biến n integer n n là tên biến integer int là kiểu dữ liệu anh em mình có thể gán giá trị cho biến gán thực hiện từ phải qua trái đúng không dữ liệu giá trị bên phải tính được bao nhiêu gán vào bên, bên trái nhớ là chúng ta viết thế này chứ chúng ta không viết thế này nhé giá trị được gán từ phải qua trái không gán từ trái qua phải à, toán từ bằng và toán từ gán vì thế nên n bằng 10 thì sẽ hiểu là lấy giá trị 10 đưa vào n còn ở dưới thì làm gì có lấy giá trị n đưa vào 10 được đúng không vì 10 nó không phải là biến 10 là hàng số nên chúng ta không không gán sang bên trái được tức là các phép gán của chúng ta thì bên trái nó luôn, luôn là một biến đứng một mình bên phải nó sẽ là một biểu thức hoặc một số ở đấy một giá trị xác định được xác định được có nghĩa là tính toán ra được xác định được tính toán ra được tính được bao nhiêu đưa vào giá trị bên trước giả thử ở đây anh có ba số n1 n2 n tổng tất cả một số hai và tổng thì chúng ta ngoài cái cách là chúng ta ghi là in tên 1 chấm xuống dòng in tên 2 chấm xuống dòng in tên tổng thì chúng ta có thể viết gộp lại để chỉ cho máy tính biết là đây tao cần khai báo một đống biến integer có tên biến là n1, n2 và tổng. Anh em mình có thể gán giá trị ở dưới này n1 bằng 10, n2 bằng 15 chẳng hạn và tổng bằng n1 cộng n2 và đưa các giá trị vào trong giá trị phần trăm d ở đây n1 phần n2 phần tổng. Chạy từ chương trình 10 cộng 15 bằng 25 anh em mình cũng có thể gán trực tiếp ở trên này, đưa 2 bằng 15 và tổng bằng 1 cộng 2, không phải gán ở dưới nữa, nó cũng ra 10 cộng 15 bằng 2 nhầm. Thế đấy là khai báo biến và đưa đưa cái tham số là bản thân cấp biến này đưa vào trong cái đặc tả dữ liệu nhớ là cái phần này integer nó phải phù hợp với cái cái mục đích chúng ta sử dụng và đặc tả dữ liệu tương ứng nhé ngoài tổng là số nguyên nên là giá trị này là số nguyên và vì nó số nguyên nên chúng ta sẽ sử dụng phần trăm d để in ra ở đây có một cái phép toán nó hơi khúc mắc một tí để phép chia phép chia là nếu mà chúng ta lấy phần chấm d chia cho phần chấm d Ra được phần chấm d chẳng hạn đây là thương đi một trên nửa hai đi thì 10 chia 15 sẽ là 0 20 chia 15 sẽ là 1 Tại sao lại thế? Tại vì phép chia này ở đây là phép chia lính nguyên 20 chia 15 được 1 dư 5 Lính nguyên là cái giá trị được trước phần dư ấy. 20 chia 15 được 1 dư 5 Thì 1 chính là số nguyên Phần nguyên 7 chia cho 4 Thì được 1 dư 3 đúng không? 7 chia 4 sẽ được 1. 7 chia 2 thì được 3 dư 1. Thì cái giá trị này 7 chia 3 ở đây 7 chia 2 đây sẽ bằng 3. Đấy là phần nguyên. Nếu mà anh em mình muốn thằng ngày này thương ngày này này. Nó là thằng số thực. Thì anh em mình thứ nhất là anh em mình sẽ phải điền ở đây là flat. Đó. Và đây nghiệm phần trăm F. Tuy nhiên chạy này thì vẫn chưa ra đâu. Tại sao lại thế? phép 20 /15 về 1 Tại vì máy tính có một quy tắc cộng trừ nhân chia như thế này. Nếu hai số hạng là số nguyên thì kết quả nó phải là số nguyên. dưới cộng, trừ, nhân chia như nào một chăng nữa. Thì cái toán tử cộng trừ nhân chia đấy, nếu hai số hạng là số nguyên thì đáp án phải là số nguyên. Nhưng chỉ cần một trong hai là số thực thì đáp án sẽ là số thực. Nghĩa là ở đây nếu mà n 1 chia n2 một trong hai thằng này là số thực thì lúc đấy giá trị này sẽ số thực ờ, bây giờ mình đã thử n2 số thực đi đây. đúng không 20 chia 15 thì sẽ được 1,33 đây đúng rồi, 1,33 đây là giá trị chính xác khi 20 chia 15 rồi, 4 phần 3 mà nhưng mà nếu mà n hai vẫn là số nguyên mà mình lại cần chia hai thằng này với nhau để ra được giá trị nguyên thì mình làm thế nào ở đây, ở đây chúng ta sẽ ép thằng này về dạng số thực ép nó về dạng số thực như thế nào mình có thể sử dụng một cái trick nhỏ ở đây chúng ta sẽ lấy một số một phẩy không nhân 1, chia 1, là một trên n hai một phẩy không là một nhưng vì có dấu phẩy không nó hiểu đây là số thực và đây là phép nhân và phép chia là đồng cấp đúng không? Nó thực hiện từ trái qua phải. À, nó sẽ thực hiện phép này trước. Rồi nó thực hiện phép chia sau. Thực hiện phép này trước thì là một số thực nhân với một số nguyên. 1,0 với n1. Vì là một số thực nhân một số nguyên theo quy tắc lúc nãy. Nếu hai số cùng nguyên thì đáp bán là nguyên. Chỉ cần một trong hai số có số thực nó sẽ ra số thực. Như vậy 1,0 nhân n1 nó sẽ ra số thực. Nó sẽ là 1,0 và lấy kết hợp 1,0 trên n2 thì n1,0 là số thực trên n2 số nguyên thực thì trong nguyên thực thực giá trị này nó sẽ ra được giá trị chính xác lấy thử chương trình 20 trên 15 được 1,333 tự ờ, nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể thay vì 1,0 nhân n1 thì cũng lấy n1 chia cho 1,0 nhân n2 chẳng hạn Thì ở đây cũng thực hiện một phép nhân N2 trước, ra từ một số thực đến được một số nguyên thì cho số thực, thì Chúng ta cũng ra được đáp án. Hoặc có một cách khác đơn giản hơn, gọi là ép kiểu casting. Ép kiểu có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng biến một số một dạng kiểu gì mình biến nó thành dạng kiểu khác. N1 là kiểu integer mình biến nó thành kiểu float. Chúng ta sẽ đóng mở ngoặc float ở ngay trước biến N1. Ở đây có nghĩa là ép N1 thành float fn f là thành một số thức và vì số thức chia số nguyên thì ra số thức nên đáp án này cũng sẽ ra một đáp án chính xác tương tự chúng ta hoàn toàn có thể F N2 là một số thức cũng là đáp án chính xác tuy nhiên có một bạn trước bạn này em vẫn biết là một thằng hai F như nào tôi em cứ gục cả hai thằng lại với nhau F của cả nửa một phần hai chia ra thì giá trị này nó lại không chính xác 1, 0 không? Tại sao lại thế? Tại vì ở đây nếu mà em đóng ngoặc ở vị trí này nó sẽ hiểu là chúng ta sẽ phải tính cái giá trị này trước rồi mới ép kiểu. Mà tính giá trị này trước có nghĩa là N1 là số nguyên, N2 là số nguyên, hai số, số nguyên chia cho nhau được phần nguyên 20 chia 15 được 1. Và chúng ta chỉ là ép kiểu cái số 1 này về dạng số thực, có nghĩa là thằng này nó về đây nó sẽ là 1.0. In ra là 1.0. Rồi là không phải cái gì chúng ta không biết chúng ta cứ gộp hai vào nó cũng đúng đâu anh em mình sẽ phải gọi là cẩn thận trong từng thao tác. đấy thì đây là thao tác ép kiểu anh em nếu mà anh em mình thấy nhạt nhẽo quá thì anh em mình cứ nói nhá tại vì có khi là trình độ mọi người đã vượt qua cái giai đoạn này rất rất sâu rồi. Mọi người có thể làm được rất nhiều thứ rồi không chỉ dừng ở đây nữa. thì uh, Anh dạy phần này, anh sẽ hướng đến uh, hướng đến các bạn được. gọi là học một thời gian nhưng mà vẫn chưa thấm thức mấy. Thì chúng ta sẽ cố gắng đi lướt lại một lần để cho tất cả các bạn đều biết. Nhớ mà có vấn đề gì trong trong cái quá trình giảng dạy trên lớp mà thầy cô dạy một lần Tụi em vẫn chưa hiểu, quay ra đây anh sẽ nói lại lần nữa. Tiếp tục này, cái phần trăm ở đây. này. Uh, chúng ta ghi phần trăm f ở đây mọi người thấy cái giá trị này nó dài dòng hoàng không một phẩy ba 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 anh muốn nó chỉ làm tròn hai chữ số thôi thì ở đây chúng ta muốn làm tròn được bao nhiêu chữ số chúng ta ghi cho anh là chấm từng người chữ số vào cái này có nghĩa là hãy dành ra hai vị trí sau dấu phẩy để in các dòng giá trị thập phân có nghĩa là ở đây nó sẽ chỉ in ra hai chữ số dấu phẩy rồi Ngoài ra thì chúng ta có thể điền cả đằng trước này, nếu mà điền ra 10.2F. Ở đây có nghĩa là hãy dành ra 10 vị trí, ít nhất là 10 vị trí để in cái giá trị thương này. Trong đó có hai chữ số sau dấu phẩy. Một vị trí cho dấu chấm, tức là đã tổng cộng 3 vị trí sử dụng rồi. Như vậy còn 7 vị trí cho cái phần này. Phần trước dấu phẩy. Đánh ra tổng cộng 10 vị trí. Trong đó có hai vị trí sau dấu phẩy một dấu chấm còn lại chỗ này là 7 tương tự phần trăm d chúng ta cũng có thể dành chẳng hạn 10 vị trí để in chẳng hạn cũng thể dành cho mình tổng cộng 10 vị trí để in phần trăm d thì chúng ta có 10.2 nữa tại vì phần trăm d thì đây là một số decimal để số nguyên decimal là hệ thập phân số nguyên tại vì nó là số nguyên nên là nó chỉ in ra được đúng cái giá trị không có dấu thập phân thôi là vì có dấu thập phân cho số nguyên đúng không rồi oh, uh, đấy là về biến về đặc tả dữ liệu và in in là các giá trị tương ứng nhưng mà không phải trường lúc là chúng ta gắn cứng này được đôi khi chúng ta sẽ cần người dùng nhập vào và vì thế nên chúng ta sẽ có cái câu lệnh thứ hai trong này đấy là câu lệnh scanf giả sử anh có ba biến này mà anh sẽ cần biến n nhập n một và n 2 in ra giá trị thương tương ứng thế thì ở đây chúng ta sẽ có câu lệnh thứ hai chúng ta học là lệnh nhập scanf scan format lệnh này nó sẽ gồm ít nhất là hai đầu số cách nhau một dấu phẩy đầu số đầu tiên là đặc tả dữ liệu mà mình cần nhập chẳng hạn chúng ta cần nhập n 1 phần n hai thì chúng ta sẽ biết là n1 phần n2 đồng thời là integer. Integer là số nguyên, đặc tả dữ liệu cho số nguyên là gì các xuống dưới đặc tả dữ liệu cho số nguyên là decimal là phần trăm d đúng không như vậy chúng ta sẽ phải nhập phần trăm d đối số đầu tiên đặc tả dữ liệu đối số thứ hai lưu vào đâu lưu vào n một chứ gì à, lưu vào n một thì chúng ta phải ghi một dấu và n một ở đây dấu và thể hiện đây là địa chỉ của n một có nghĩa là hãy lấy dữ liệu nhập từ bàn phím đọc nó dưới dạng phần trăm d và lưu vào địa chỉ của N1. N1 đang ở đâu trong máy tính, mình sẽ lưu cái giá trị đó vào vị trí đấy. Nhớ nha, đọc dữ liệu theo kiểu phần trăm D và lưu vào N1. Chẳng hạn chúng ta có N1 và N2, lần lượt là hai giá trị phần trăm D, N1 và N2. Chạy thử chương trình. Ờ, thương này thì sẽ bằng là n1 trên n2 đúng không? Anh mình sẽ ghi chữ thương n1 chia n2 ví dụ thế nhập n1 là 100 n2 là 24 100 chia 24 bằng 4,17 à, 100 chia 24 bằng 4,17 Thì để cho mọi người thấy là chúng ta có thể nhập Chứ chúng ta không phải gắn cứng Và ngoài ra thì chúng ta có thể gộp Giống như in, chúng ta có thể in Nhiều giá trị tương ứng thì chúng ta có thể nhập nhiều giá trị cùng một lúc cho một câu lệnh scanf bằng cách là chúng ta sẽ đưa tất cả những định dạng vào đây chúng ta cần nhập số đầu tiên là dạng phần trăm d số thứ hai là dạng phần trăm d chúng ta sẽ điền lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải ở phần định dạng hãy đọc một số dưới dạng phần trăm d lưu vào địa chỉ tầng một hãy đọc một số dưới dạng phần trăm d Đưa vào địa chỉ N2. Kiểm tra. 7 chia 2 được 3,5. Ồ, oh, đấy là toàn bộ kiến thức về nhập và xuất à, bộ trong bộ bài tập của chúng ta. Mọi người hãy thử làm bài nhập và xuất số nguyên 1. Uh, à, phép toán trên số nguyên 1. Kết toán chất xuống nguyên 2 Tình yêu dành cho C Tình yêu dành cho C thì nhập vào xuất xuống nguyên 1 thì mọi người sẽ nhớ ở đây này, ở đây có một cái này. A nó đi từ âm 2 tỷ 2.1 đến dương 2.1 và B đi từ 0 cho đến 4 tỷ 2. Thế thì thằng A này sẽ có kiểu dữ liệu là integer và thằng B này sẽ có kiểu dữ liệu là unsigned integer. Nhớ nhá. Hai thằng này sẽ có hai kiểu dữ liệu khác nhau tại vì sao lại thế? tại vì uh, quá giá trị 2 tỷ một bốn ấy, là thằng ai này sẽ bị sai nó không lưu trữ được nữa, cái kiểu dữ liệu integer nó chỉ lưu trữ được hai hai tỷ một bốn bảy thế sao ấy, thì uh, anh em mình nếu mà muốn thao tác với số có giá trị lớn hơn thì anh em mình sẽ phải sử dụng số không dấu này hoặc kiểu dữ liệu khác. tương tự uh, phép toán trên số nguyên một thằng này chỉ là tổng và hiệu thôi, cộng trừ thôi rất dễ. Phép toán trên súng nguyên 2 cộng trừ nhân chia phần trăm phần trăm mà chia đầy dư cũng rất dễ anh em mình cứ viết ra thôi phép toán trên súng nguyên 3 xem nào xem có bao nhiêu người làm được bài này oh in ra phép tính thương của a chia b với thêm một vị trí thêm hai vị trí nào. cái này thì mọi người chưa làm được đâu tạm thời bỏ qua đã ba bỏ qua đã như vậy chúng ta sẽ làm cho anh bài 1 nhập vào xuất số nguyên một tính giao dành cho bài nhập xuất số nguyên hai mọi người chưa làm được bài phép toán trên số nguyên một phép toán trên số nguyên hai bài uh, tính căn bậc hai làm tròn số làm tròn số đến phần thập phân phần nguyên của số thực cái tập này bài ba bài cuối cùng ba bài dễ Đánh xem à, phép toán trên số thức, không biết làm được chưa nhỉ? Dư cô, cộng trừ nhân chia, làm được rồi Ở à đây, mày phép toán trên số thức hai chưa làm được Các bậc 2, làm tròn số, làm tròn số đến phân thập phân là được rồi, phần nguyên của số thức làm được rồi Đấy, thì mọi người làm cho anh những bài đấy Tạm thời mọi người làm cho anh những bài đấy xong ngồi tầm uh tính nữa là 10 giờ 45 anh sẽ check ở trên này xem là anh em làm ở trên này ok chưa đấy chưa à, vẫn chưa có bắt nào c 20 làm đâu anh em cố gắng nhá biết làm thế nào thì nữa tao vào đây tao phải nhìn được và có vài người C20 ngồi làm nhớ tạo tài khoản đi đấy, đấy.